cái chống nắng hồng của Lara Sunshine vừa mới ra mắt nha. Cái này sản xuất tại Hàn Quốc luôn. Cái mẫu mới này rất là dễ thương, màu hồng nữa rất là đáng yêu luôn nè. Và chất kem của nó cũng là chất kem màu hồng luôn nha. Cho nên là phù hợp với tất cả các loại da. Và nó vừa là có công dụng là vừa chống nắng, vừa là cái kem luôn, cái kem lót cho các bạn trước khi make up luôn nha. Đây là sẽ test. Đây là chất kem. Chất kem hơi hồng. Ở đây là đánh lên da cho các bạn coi nha. Khi mình thoa lên da nó là thẩm thấu, nó rất là mịn luôn, nó không có bị bết rít, không bị bóng dầu luôn nha các bạn. Thích nhất là cái mẫu màu hồng nhỏ nhắn xinh xắn rất là dễ thương nè. Mọi cái chất kem mà khi mình thoa lên da mà nó còn thẩm thấu vào da luôn. Mẫu chống nắng mới của Lara Sunshine và có giá là 480.000 và được sản xuất tại Hàn Quốc luôn nha các bạn. Những bạn mua hàng xin liên hệ với số hotline là 0906 617025 để đặt tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này nha.